chào mừng quý vị đến với chương trình Ảo thuật sắc đẹp. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với Sài Gòn Live thực hiện. Và cũng cảm ơn đến Trend Tips, nơi tìm kiếm bí quyết làm đẹp, đã cùng đồng hành với chương trình. Và quý vị hãy đón xem chương trình vào lúc 19 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Hai anh em mình đứng đây là đúng là hai con số 2, vừa đúng số tập luôn. Nhưng mà nó có thiếu gì không ta? Từ cái ngày mà anh gặp một người khác ở với em, anh cảm thấy thiếu. Tại vì người đó quá đẹp. Và hôm nay cũng phải mời người đó thôi. Tại vì đó, anh nói là anh đang cảm thấy nó có gì đó thiếu thiếu không. Và bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ với Hoa hậu Thùy Tiên. Tiên ơi Tiên à. Dạ. Trước đây á là anh họ rất là chiều chị á, rất là thương chị lắm. Nhưng mà tự nhiên từ ngày mà có em á là anh nói là hả, sao cứ tự nhiên cảm thấy thiếu thiếu mà ở chung với chị mà đang nói câu đó. Nó có những cái điều á mình nói sai, nhưng mà nhiều khi mình lại lỡ mình nói lớn. Đó, mình đã nói sai mình lại còn lỡ mình nói lớn. Bởi vì sự thật là với ảo thuật sắc đẹp á, dạ, Harry là một cái phần không thể thiếu. Dạ đúng rồi. Thế nhưng mà tại sao mình vẫn thấy thiếu thiếu? Bởi vì khi mà Harry chưa mở miệng ra nói thì mọi thứ không gian nó yên lặng lắm. Nó thiếu lắm. Không, nhưng mà Tiên ơi, không biết sao cho em mỗi lần em xuất hiện lúc nào em cũng thấy rất là đẹp luôn. Trời ơi, cảm ơn chị. Mà rất chị là hợp với chương trình. À, nhưng mà là ảo thuật sắc đẹp mà thì đúng không chị? Không, đúng là kiểu ảo thuật sắc đẹp thiệt. Tiên cũng xuất hiện trong chương trình của mình tiếp theo rồi. Dạ. Cho nên hả, chị cảm thấy có em xong rồi chương trình nó có gì đó nhìn nó đúng là rõ ràng là nó sáng sủa hơn thiệt. Cảm ơn. Và mong là những cái sáng sủa đó nó giữ lâu dài với anh chị nhá. Dạ, chắc chắn rồi ạ. Kính thưa quý vị, vậy là anh em tất cả mọi người cũng hội ngộ xong hết rồi. Và bây giờ thì em cũng từ đúng rồi đúng không anh? Bây giờ là hết thấy thiếu rồi đó. Em hiểu thiếu chỗ nào rồi, vậy em hiểu. Bây giờ là mình hết thấy thiếu rồi đó, mình lại thấy đầy đủ rồi đó. Dạ, hồi ngộ đầy đủ tất cả rồi. Đúng rồi. Dạ. Lại sai nữa hả? Thôi. Đâu có sai gì đâu. Em vẫn nói, em vẫn rất là đúng. Đúng em luôn. Mà cái nụ cười của em hôm nay hơi giống anh Nam Trung đó nha. Nha. Tiên không ổn anh nha. Dạ, thì trước khi gặp quý vị tiếp tục thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong giây lát nha. Và ngày hôm nay là chúng ta sẽ có một vị khách mời, đây chính là một diễn viên. Và xin được giới thiệu với quý vị khán giả, diễn viên Thiên Thư. Em có thể giới thiệu về bản thân mình được không? Dạ, em xin chào tất cả mọi người. Em là Thiên Thư, hiện tại em đang là diễn viên phim truyền hình. Em vừa mới có một bộ phim chiếu trên HTV7 luôn, là phim Gieo Nhân. Tiếc một cái là phim đó em mất sớm. Nhưng mà một cái điều may mắn trong cái bộ phim đó là em được mặc cái phục trang như thế này. Nó làm cho em nhớ về Việt Nam hồi xưa, cho nên là em cảm thấy rất thích cái gu kiểu này nữa. Cuộc sống hàng ngày em cũng không make up nhiều. Đó, cho nên là những cái phong cách nhẹ nhàng như vậy á, thì cảm thấy là mình hợp và mình hòa nhập vào nó được á. Cô bé này nhìn có vẻ rất là hợp với những cái mà kiểu nết na nhẹ nhàng á. Thu thì có ý định là thay đổi phong cách như thế nào không? Tại vì bình thường là em phong cách nhẹ nhàng như vậy, nhưng mà em đi phim á, nó cũng như vậy luôn. Hoặc là em đóng vai ở đợ. Cho dù là một bộ phim mà cái vai nó có dài, nó có xuyên suốt đến mấy thì nó vẫn là ở đợ. Sau rồi được cái phim này á, thì nó không phải là ở đợ thì nó khổ quá. Cho nên là em muốn đến chương trình để mà thay đổi đi. Tại sao là mình cứ phải hiền như vậy, tại sao mình cứ nhẹ nhàng như vậy, xong rồi con đường phim của mình nó cứ bình bình. Cho nên là em muốn mình đổi một cái phong cách khác cho nó kiểu fancy lên, cho nó kiểu phong cách lên kiểu để làm được nhiều vai hơn, đúng không? Chính xác. Đấy. Chị chưa hình dung ra được là nếu mà em có những cái phong cách fancy thì nó như thế nào, là em không tưởng tượng được. Anh có tưởng tượng được không anh? Anh cũng đang cố gắng tưởng tượng, bởi vì là thật sự là mình là diễn viên mà cứ suốt ngày mình nhận được vai một màu á,
thì nó cũng rất là buồn. Dạ. Bởi vì là ai mà chẳng có hoài bão, mà diễn viên là phải giống như cái bông hoa muôn màu. Dạ. Và ở vào chỗ bất kỳ một bối cảnh nào nó cũng hợp. Thì anh nghĩ rằng là đây cũng sẽ là một cái cơ hội để không những là để em thử nghiệm với những cái gì mới, mà cũng sẽ là cái cơ hội để cho anh, cũng giống như là các bạn trong trang điểm làm tóc, các bạn làm phục trang cũng sẽ thử xem để em sẽ biến đổi như thế nào. Ý là hiện tại là bạn chỉ đang make up nhẹ như vậy thôi mà mình đã thấy là rất là có nét rồi. Và khi mà make up đậm lên thì em nghĩ là cũng sẽ hợp. Đấy, sẽ hợp, đặc biệt là cái nụ cười. Em chưa hình dung đó, ra đúng được rồi đó, anh cũng nhìn thấy cái nụ cười đó. Thấy cái nụ cười rất là hiền. Được không anh ơi, mọi người cứ hay nghĩ là fancy là phải lạnh lùng, nhưng mà không. Vấn đề là em có những cái máu mà như vậy không? Em sẽ thử, diễn viên mà phải thử chứ. Cũng có một cái thứ nó vui mà nó cũng sẽ ở đợi, chắc không bao giờ làm được. Đó là giống như là lấy kim cương hột xoàn á, bỏ lên nhà nhiều quá, hột xoàn tính bằng lon á, hiểu không? Là giàu quá, nó giàu quá, tính lên cho các cưng. Đó, chứ không phải là cái nhẫn mà ở trên tay một số người đâu. Ở trên tay một số người nó có những cái mà nó to bằng cái mắt của mình. Cái hộp nó bự quá, thôi thôi mình lấy nhỏ hơn cái cục đó mình dán lên đi ha. Có biết cái cục đó, cái cục mà bự mà không nên dán lên mặt ở đâu không? Em thích. Em rất thích. Bình thường mình làm diễn viên á, thật ra thì phấn nó rất là quan trọng anh. Ừ. Thường là em sử dụng cái phấn như thế nào? Bình thường á là kiểu em đi quay là sẽ có make up, nhưng mà em sẽ mang theo một cái lọ kem nền riêng của em nữa để em xài. Có một cái vấn đề em rất là lo lắng là tại vì xài kem chống nắng lên xong rồi mình đánh nền thì nó sẽ dễ bị trôi nền. Mình là phải đi quay là phải quay cả ngày, nhiều khi em quay tới 2-3 giờ sáng luôn, mà phải giữ cái nền nó làm sao để lì nguyên 2-3 giờ sáng thì nó lại rất khó. Mà nếu như mà đánh nền không thôi cho nó bám á thì mình lại không chống nắng được. Ở đây có một cái cô gái mà đi khắp nơi cùng chốn, đi các đất nước mà đặc biệt có cả châu Phi nữa. Chắc chắn là sẽ có những cái bí quyết mà ở trên clip của em vẫn rất là rạng rỡ, mà mặc dù nhìn rất là mộc mạc. Dạ. Chắc chắn là em sẽ có những cái bí kíp. Và thật sự là bản thân em là cũng có một cái vấn đề như vậy đó. Em cũng rất thắc mắc làm thế nào mà được bôi vừa chống nắng được mà cái nền vẫn giữ lâu được. Và đây may mắn là cái câu hỏi của chị Thiên Thư đã có một đáp án là đây. Đây là cái phấn tươi, nó không phải là dạng không, mọi người hay nghĩ đây là cushion, nhưng mà đây không phải là kiểu dạng cushion nha. Đây gọi là phấn tươi. Tại khi mà em mở ra mọi người sẽ thấy nó khác, nhìn nó giống hộp cushion nhưng khi mà mở ra sẽ kiểu nhìn rất là khác. Đó. Ủa, cái hãng này A20, hãng này năm ngoái mình cũng có nè. Thì mình vẫn dùng đó. Đó lúc anh đã bảo cũng anh đó. Xin mang về đó anh. Thấy chưa? Rất là ok, thật sự luôn. Không phải là kết hợp 2 trong 1 nữa, là 3 trong 1 luôn. Vì nó vừa có dưỡng da, vừa có chống nắng, và còn có thể gọi là làm đánh nền cho mình được nữa. Và khi mà phủ lên nó mát mát nữa. Đúng rồi, đây lúc đây đó em hả, còn có một luôn. Hộp là anh lấy cho nên em đâu có được lấy đâu. Và khi mà chị xài lên nó sẽ mát mát nha, nè mình xài nha. Đấy, chị đánh lên như vậy. Đó, giờ có cảm thấy là da mình mát mát không? Ồ, nó mát nhưng mà nó che được hết những cái khuyết điểm ở trên da tay của em nha. Em chờ xíu nha, nó xuống màu nha. Nó sẽ xuống một chút. Nó sẽ không còn trắng như vậy. Đó, thấy không? Nó dịu dần. Và cái mặt nó rất là tự nhiên luôn. Wow, trời ơi coi. Em chờ một xíu nữa đi, nó sẽ xuống màu và đúng. Anh cảm thấy rằng là khi mà nó xuống màu á thì ngay lập tức cái da của em á nó sẽ có cảm giác là nó sáng lên. Nó cái màu da nó trong trong, nó sáng chứ nó không phải nó trắng nha. Nói chung là cái vấn đề rất là ok vì nó giữ được trong 24 giờ và không có gọi là thấm nước luôn. Đặc biệt là có dưỡng da nữa cho nên là da của chị không cần phải lo về vấn đề là tại sao mình vừa kem chống nắng không chống nắng được rồi đánh nền sẽ bị khó chịu. Thì ở đây nó có vừa cả chống nắng vừa cả dưỡng da, vì ở trong đây là 71% là dưỡng da luôn. Trời ơi, thua nghe lời chưa, ra chương trình ra có thể là biến đổi mà còn nghe được những cái sản phẩm mình đang rất là cần nữa chứ. Thôi bây giờ thì em sẵn sàng chưa nè? Em sẵn sàng. Ôi sẵn sàng gì vậy? Cái này hơi nhẹ nhẹ lúc quá đó. Vô lại vô sẵn sàng vô kiểu mà mạnh mẽ. Em sẵn sàng. Kính thưa quý vị, vậy thì mọi thứ đang sẵn sàng. Chúng tôi sẽ nghỉ trong giây lát. Chào mừng quý vị quay lại với chương trình Áo Thuật Sắc Đẹp. Kính thưa
cái gì ở tiết mục này là liên quan tới chia sẻ bí quyết. Chương trình của mình lúc nào cũng có những cái chủ đề riêng, nhưng mà hôm nay biên tập chưa chuẩn bị. Đúng rồi, em sẽ tạo một cái cơ hội dành cho 20 cô gái có mặt ở trường quay, là muốn hỏi gì thì cứ hỏi, và mọi người ở đây sẽ trả lời cho các bạn. Có người nào muốn đặt câu hỏi không? Xin mời em. Dạ, em tên là Vi. Thì em có một câu hỏi như thế này, là dạo gần đây da của em là em đang xài retinol, cho nên là nó rất là khô và nó bị bong da ra, cho nên là mỗi lần mà em đi quay á, là khi make up á, em cảm thấy là em cúp ẩm nó cũng đủ, mà tại sao em make up lên lúc nào nó cũng bị bể cái nền ra. Rồi da em thuộc da dầu, cho nên là tầm nửa buổi á, là dầu nó ra rất là nhiều, mà em không biết làm thế nào để kiềm dầu lại được luôn. Thì em nhờ ba anh chị giải đáp giùm em ạ. Harry là người mà kiểu như hay tò mò nhiều thứ á, là cũng biết một bác sĩ mà liên quan tới da thì Harry cũng hay hỏi là retinol thật sự là nó có hiệu quả hay không. Thì bác sĩ đó có nói là những người hợp thì nó siêu hợp, còn những người không hợp thì lại nó rất là làm cho cái kích ứng da rất là mạnh. Cho nên mình phải hiểu cái da của mình là nó thuộc loại da gì. Đôi khi mình cứ nghĩ là mình là da dầu nha, nhưng mà chưa chắc là da dầu. Có thể là độ tuổi của các bạn hồi xưa thì da dầu, nhưng mà tự nhiên chuyển qua da hỗn hợp cũng có thể. Là các bạn phải đi những cái chỗ nào mà nó có cái chuyên môn, mấy cái spa mà có chuyên môn, hoặc là tốt nhất là liên quan tới mấy cái da liễu ha. Da liễu. Dạ, da liễu thì nó ra ngoài đó thì nhờ bác sĩ khám là cái đó là tốt nhất, thì bác sĩ sẽ cho mình biết là mình là thuộc dạng loại gì. Những cái mà liên quan tới trắng da nè, sáng da là không nên xài. Những cái mà kỹ năng đúng không anh? Kỹ năng hay là chức năng? Chức năng chứ hả? Dạ. Có cái... chức năng, kem dạ. Có chức năng gì kem đó có mà. Kem chức năng gì? Dạ. Tẩy hay là dạ. Gì đó đúng không? Là không xài. Bây giờ là em chỉ cần xài những cái sản phẩm nào mà hiền, hiền nhất. Hiền nhất ở đây là cái thành phần mà nó thành phần lành không tính. Có quá nhiều ấy. Lành tính. Dạ đúng rồi, lành tính nhất. Những cái sản phẩm nào mà nó chỉ có chất ẩm mà thôi, thì cái đó thì nó sẽ không có làm kích ứng da. Nói chung là ở nhà thì nó như vậy. Quá hay rồi. Mọi người cứ hay giống như kiểu nghe review, xem review, nghe review là retinol tốt lắm, retinol nó xóa nếp nhanh nha. Nghe một cái review nào đó và mua về xài, mà họ không hiểu một cái rằng là riêng retinol, những cái chất nó gây nên kích ứng như vậy thì nên có lời khuyên của bác sĩ và phải chọn cái nồng độ hợp với mình. Anh có một người bạn dùng retinol xong là bắt đầu nó cũng kích ứng lên, nó cũng đỏ đỏ. Thế xong rồi bắt đầu đi ra ngoài đường, bịt cho nó kín vô, không xài kem chống nắng. Thế xong về cái ôi da tao nó hồng, nó đẹp quá, cho đến bây giờ nám luôn rồi. Bởi vì lúc cái đó là kích ứng, chứ nó không phải là cái lớp da non được build hay là được giống như review của một số những cái bạn nào đó mà cứ nói hoài bán những cái sản phẩm. Nó không phải đâu. Cái lúc đó là cái da của em nó bị kích ứng nhiều quá và nó đỏ lên, nó đang bị tổn thương, chứ nó không phải là cái lớp da mới nó hồng hào. Em nghĩ cái vấn đề quan trọng nhất trong làm da ở nước nào cũng vậy hết. Cái quan trọng nhất là cái da của mình nó phải như thế nào. Cái việc mình cứ xem xét tất cả mọi review trên mạng, nhưng mà cái cốt lõi mình phải quay về là nó có thật sự hợp với da của mình hay không, và cái chu trình dưỡng da của mình nó như thế nào. Thì cái việc bạn Vi sử dụng retinol cũng vậy. Retinol là một cái chất nó rất là dễ gây kích ứng. Và nãy bạn còn nói là da của bạn vừa dễ kích ứng mà bạn còn đi quay nhiều, bạn sử dụng nó trong cái thời gian mà bạn đi quay nhiều, thì Tiên nghĩ đó là một cái sự lựa chọn nó không mấy gọi là phù hợp trong thời điểm này, với một cái làn da dễ kích ứng và một cái chất cũng dễ kích ứng. Đúng rồi. Trong một thời điểm cũng dễ kích ứng. Nên là tôi nghĩ là cái việc mà mình thay đổi sang một cái routine khác thì nó cũng là cái điều mà mình nên làm thôi, nhưng mà mình phải lựa chọn một cái thời điểm nó phù hợp. Kính thưa quý vị, nếu như các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin hoặc là muốn cập nhật thông tin mới nhất thì có thể là tìm kiếm trang web Trend Tips. Đây sẽ chính là nơi mà có nhiều cái review về sản phẩm, cũng giống như là những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm về làm đẹp thời thượng nhất. Kính thưa quý vị, nãy giờ lo tám quá trời tám, và Harry nghĩ là nhân vật của chúng mình đã chuẩn bị xong hết rồi. Nhưng trước khi gặp gỡ Thiên Thư thì hãy nghỉ giây lao trong giây lát. Quay lại với chương trình Ảo Thuật Sắc Đẹp. Bây giờ thì không để cái gì khán giả chờ đợi lâu nữa,
hãy gặp gỡ với diễn viên Thiên Thư. Hoàn toàn người khác đấy chứ nhỏ. Chị có thể em fancy không? Em ơi, vấn đề là em là một người khác. Đúng rồi, trời ơi, nhận không ra luôn ý. Không ra thiệt chứ. Em thật sự là hồi nãy ở trong phòng makeup là em cũng wow, em bất ngờ lắm luôn đó. Tại vì bình thường là bánh bèo với lại dịu dịu không à. Tự nhiên bữa nay thấy mình cháy quá trời luôn á. Rất là xác tính và nó rất là cái gì bung lửa. Bung lửa rồi là còn bung lửa đây nè. Thực ra thì nhìn em là biết là trái rồi. Em nghĩ là nhìn giống như là ca sĩ đi diễn concert vậy đó. Ôi đúng nha. Trời đúng ơi, nhìn đó. Không giống diễn viên nữa luôn á. Cảm giác là em phải đi diễn luôn á. Đúng rồi. Trời ơi, ngại quá. Em ơi. Bình thường là em makeup chỉ có một màu mắt thôi, là cho nó nhấn lên một tí xíu thôi. Sao hôm nay là một lớp màu nâu, xong rồi một lớp màu đen, xong rồi lại nhấn lại kẻ mà kẻ eyeliner, chị kẻ đậm mà em nhìn em hết hồn luôn á. Kiểu như lúc đó là em chỉ có sợ là trời ơi đậm như vậy rồi có khi nào mà mình ra xong cái mắt mình nó bị đen thùi lùi không. Nhưng mà xong rồi một cái là cảm thấy wow, thực sự bất ngờ. Tại vì cái lúc mà đánh cái này này, em nhìn lướt qua em thấy giống như là mình đang đeo lưới che mắt á. Ôi thiệt không, hồi nay lúc đầu em xuất hiện chị tưởng là em lấy cái lưới rồi gì em che cái mắt vậy. Đúng đó, rồi đó. Em nhìn cũng vậy, nhưng mà chị đứng rất là kỹ nha. Vậy cho nên là bằng sao mới từ bung lụa thành bung lửa đó. Mà đặc biệt là em có một cái nụ cười á, mà cái khóe miệng á, anh gọi một những cái đặc trưng của cái khóe miệng là khóe miệng hoa hậu. Đúng rồi. Em cười thì có không? Bạn, em cười cũng được, mà sao em không đi thi hoa hậu? Hình như là em đi thi hoa hậu mà người ta không cho em phép một phiếu gửi xe phải không? Có không? Tại vì em thấy là cái em bị xàm quá, em cảm thấy là em không có đủ. Em mà làm hoa hậu là hậu quả cao lắm á. Em cũng nghĩ vậy á. Mà tự nhiên nó trở thành hoa hậu á, mình cũng phải nói à xin cảm ơn lời đầu tiên và kiểu mấy cái đó em không làm được. Trời, với cái cách đứng cười một mình thôi. Tự nhiên đứng cười một mình. Ví dụ là chị đi về nhà, hôm qua đi làm việc chị cũng đi về nhà khuya đi, là chồng chị không làm gì đó chị vậy thôi, mà chồng chị cười quá trời cười. Thằng chồng chị nói ủa sao anh cười, mà trong khi vợ đi về rất là khuya, làm việc rất là mệt mỏi, thì chồng chị nói với chị là em ơi em giống như con Annabelle quá à. Mà tự nhiên tức là nhìn mà chỉ là người ta mà nhiều người cười lắm, không biết tại sao cười cái gì luôn ấy. Em chia sẻ thật là mọi người biết em là diễn viên thôi, mà trước khi mà em làm diễn viên em từng đi thi hoa hậu nhưng mà em bị rớt. Vậy là em qua người ta đưa cho em cái thẻ xe hả? Em bị cái thẻ xe. Em được cái thẻ xe rồi đúng không? Được cái thẻ xe rồi. Anh là đến gần đó thôi, bảo vệ hỏi đi đâu, các anh chỉ vào đó, người ta bảo đi ra, trong đầu cấm không được cái tư tưởng đó. Đúng không? Còn em vô tới nơi là nhất định không đưa thẻ đúng em không? Em giờ không có được gì luôn anh. Không được gì luôn nha. Sao Tiên cười vui quá vậy Tiên? À không, tại thấy chị nói đúng á. Tại thấy chị nói đúng á. Ai ngờ. Tại sao lại vậy? Khi tôi thương nặng rồi. Chị cảm thấy là rất là vui khi mà em biến đổi rất là hoàn hảo. Và bây giờ thì sau khi tham gia chương trình thì em cảm nhận về chương trình của mình nó như thế nào? Chương trình nha, không những vui mà còn mang tới cho em giống như là một làn gió mới, cho em có thể thay đổi phong cách nữa. Lỡ như mà sau này em có một cái chương trình ra mắt phim hay là một cái event nào đó, là em có thể mang cái phong cách này tới những cái event đó và thay đổi bản thân mình, cho khán giả có thể nhìn bản thân mình theo nhiều hướng khác. À cô này có thể hóa thân vào nhiều phong cách khác nhau chứ không phải là chỉ có một màu hiền lành như vậy thôi. Kính thưa quý vị, hôm nay thì Thiên Thư xuất hiện và Thiên Thư đã hoàn toàn thay đổi bề ngoài mà có cả cái cá tính. Nói chung là chương trình của chúng tôi thì nó có nhiều cái sắc đẹp, rất là nhiều thứ loại mà quý vị chưa bao giờ thấy. Sao vậy? Sắc đẹp bây giờ nó sắc thành có thứ loại. Thứ loại. Dạ. Nó tức là mình nhiều thứ mà nó nhiều loại luôn. Wow. Mà mình nói cùng một cục một cái luôn để cho nó một cục là một cục
thứ loại luôn đó phải không? Dạ vâng, dạ vâng, để cho nó có cái những cái phong phú. Và hôm nay cũng cảm ơn Thủy Tiên đến với chương trình. Và cũng cảm ơn anh Nam Trung. Và cũng cảm ơn Harry Won đã đến với chương trình với tất cả mọi người có mặt ở đây. Dạ. Dạ, kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Và cũng cảm ơn Trend Tips, nơi tìm kiếm bí quyết làm đẹp, đã cùng đồng hành với chương trình. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sài Gòn Live thực hiện và sẽ được phát sóng ở trên kênh HTV7 vào tối Chủ nhật hàng tuần vào lúc 19 giờ và hẹn gặp lại quý vị vào tối Chủ nhật tuần sau. Xin gặp lại. Thật ra là bản thân em muốn thử nhiều phong cách hơn. Ví dụ như là eyeliner là tới mang tai luôn. Gần đây em cũng khá là ấn tượng với một cái kiểu makeup mà nó sẽ hơi đậm một chút xíu, nó sẽ hơi nhấm nhẹ. Đừng có hơi gì hết trơn á. Chút hơi. Nó là đậm. Em thích đậm, em thích phát cách. Bây giờ em dám thử không? Đến với ảo thuật sắc đẹp, dám thử không? Chắc là em dám ạ. Em thấy chị Harry rất dễ nghe mà. Là em nói hay là Vương Miệng nói? Đúng. Em nói. Nói một câu thành thật nào, chị Harry có bị ngọng không? Có, có. Ờ, thấy đi. Thấy không? Nhưng mà dễ nghe.